khôn mang hoa. Xin chào tất cả các tình yêu. Hôm nay là trung thu nên là trên xe sẽ để cho các bạn nghỉ để có thể ăn trung thu, phá cỗ bên gia đình. Tuy nhiên thì việc học của chúng ta cũng không thể lơ là được, vì lộ trình đã lên, kế hoạch đã có, và cái việc chúng ta học đều đặn hàng ngày rất là cần thiết. Cho nên ngày hôm nay trên xe sẽ quay lại cái video này, cái bài học này, để cho các bạn có thể vừa được ăn cỗ lại vừa cập nhật được bài học luôn nhé. Chúng ta sẽ không bỏ lỡ một bài nào cả, có như vậy thì mới đảm bảo là chúng ta đến đích được đúng hẹn. Hay, bài ngày hôm nay chúng ta học chính là bài 14, và các bạn có nhớ là tương đương bài bao nhiêu không ạ? Ở cuối của live stream trước thì Sensei luôn luôn gợi ý với các bạn đó là bài tiếp theo chúng ta sẽ học đó là theo như bài nào trong sách giáo khoa, đúng không? Trong sách giáo khoa Minano Nihongo của chúng ta thì bài số 14 này sẽ tương đương với bài số 38 các em nhé. Vậy nội dung hôm nay chúng ta học là gì ạ? À, ở đây thì có 6 nội dung, tuy nhiên chung quy lại một vấn đề thôi, đó chính là hôm nay chúng ta sẽ học về trợ từ no. Trợ từ no thì chúng ta biết là nó có rất là nhiều các chức năng cũng như là các cách dùng khác nhau. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái chức năng mà danh từ hóa của trợ từ no các em nhé. Ở đây nội dung đầu tiên là trợ từ no với chức năng danh từ hóa. Tiếp theo nội dung thứ hai là gì ạ? À, ver no ạ. À, để sự thì no này là no ạ, tính từ đấy nhé. Tiếp ạ, ver no ạ. À, để sự cũng vẫn là tính từ nhưng đây lại là no ạ. Lát nữa chúng ta sẽ hiểu là nó khác nhau ở đâu nhá. Tiếp ạ, mẫu câu thứ 3 là veru no wasureta và veru no shitemasu. Cái mẫu câu này nó hơi đặc biệt một chút nên một lát nữa chúng ta sẽ học và nắm thật kỹ nhá. Ở trong bài thi chúng ta sẽ không bị sai vì trong thi có đấy ạ. Tiếp ạ, động từ này, tính từ này, danh từ no ạ, danh từ desu ne. Đấy, ok, vào luôn với nội dung đầu tiên nhá. Nội dung đầu tiên làm gì ạ? Chúng ta giới thiệu về chức năng của danh từ hóa trợ từ no. Trợ từ no của chúng ta nó sẽ có chức năng danh từ hóa ở nhiều biểu hiện khác nhau các em nhé. Nhiều biểu hiện khác nhau, nhớ xin xem ý này. Một là danh từ, hai là động từ, ba là tính từ. Đi cùng với trợ từ no này thì nó sẽ được chia hết về gì ạ? Thể thông thường nhá, tính từ cũng chia về thể ngắn này, động từ cũng chia về thể ngắn này, danh từ cũng chia về thể ngắn các em nhá. Ok ạ. Trợ từ ở đằng sau no nó sẽ phụ thuộc vào loại từ của vế sau. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ba cái biểu hiện gặp nhiều nhất là no ạ, no ạ và no. Còn cái việc là đi với qua, với gá hay với ố thì nó sẽ phụ thuộc vào một cái động từ hoặc là phụ thuộc vào cái vế ở đằng sau á. Ví dụ như lúc nãy chúng ta vừa thấy là đằng sau có thể là tính từ này, vế sau cũng có thể là danh từ. Ok ạ, vào luôn với cách dùng thứ nhất của danh từ hóa nhá. Rồi ạ, ở đây sẽ có là veru no wa a desu, đúng không? Thì mẫu câu này chúng ta sẽ dùng để làm gì ạ? Dùng diễn tả về cảm tưởng này, đánh giá đối với chủ thể của câu văn. Tiếp đến là nó sẽ có một cái tác dụng nữa, đó là nhấn mạnh vấn đề muốn nói. Chúng ta biết rồi đúng không? Khi mà chúng ta đi trợ từ qua vào thì nó sẽ làm gì ạ? Nhấn mạnh vào cái chủ đề cũng như là cái danh từ mà đi cùng với nó. Nó sẽ nhấn mạnh hơn đúng không? Và các tính từ thường sẽ được dùng trong mẫu câu này á, sẽ gồm có muzukashi, yasashi, omoshiroi, tanoshi, kiken, taihen, vân vân. Ý đấy nhé. Hãy lấy luôn ví dụ nhé cho các bạn hiểu rõ hơn về cái noa này. À, bình thường khi sensei nói một câu rằng là gì ạ? Tennis wa omoshiroi desu, đúng không? Chúng ta sẽ dịch là gì ạ? À, quần vợt thì thú vị, hoặc là cái môn tennis thú vị, được chưa? Thì là chỉ cần là tennis wa omoshiroi desu. Nhưng cái việc này nó chỉ nói làm gì ạ? Nói chung chung thôi về cái môn thể thao là tennis. Nhưng muốn nói chi tiết hơn nữa thì chúng ta phải làm thế nào? Ví dụ nhá, sensei không nói cái việc là quần vợt thú vị chung chung nữa, mà nó sẽ bao gồm là thường thể thao, một là xem, hai là chúng ta chơi, đúng không? Vậy sensei lại nói là chơi quần vợt thú vị hay là xem quần vợt thú vị, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái anh Veronoa này đấy ạ. Đó, các em nhìn cho sensei nhá. Cách thứ nhất là gì ạ? Tennis wo suru no wa omoshiroi desu. Suru, đúng không? Là động từ đấy ạ. Đấy, chia về thể lự. Tennis wo suru tức là chơi tennis. Vậy khi mà mình nói là tennis wa omoshiroi desu, chúng ta chỉ hiểu được rằng là cái môn quần vợt thú vị thôi. Nhưng khi chúng ta dùng là tennis wo suru no wa omoshiroi desu thì chúng ta sẽ gì ạ? Diễn tả một cách chi tiết hơn nữa, đó là
Quần vợt nó thú vị, nhưng cụ thể nó là chơi quần vợt thú vị, đúng không? Vì chúng ta có thể thắc mắc là thế thì chơi thú vị hay là xem thú vị ý đấy. Tiếp ạ, chúng ta sẽ có gì ạ? Một cái mẫu nữa nhá. Khi xin sẽ không nói rằng là chơi quần vợt thú vị nữa, mà xin sẽ nói là cái việc xem quần vợt thú vị. Thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Rất đơn giản thôi, các em sẽ thay cái động từ chơi này thành xem là được thôi, đúng không? Và chúng ta vẫn chia về thông thường cộng với no ạ, ý đấy nhé. Đây là gì ạ? Tennis wo miru no wa omoshiroi desu. Đó. Vậy trong trường hợp này giao dịch là gì ạ? Cái việc xem quần vợt tí thú vị, ý đấy nhé. Hay, xem quần vợt tí thú vị, chứ nó không chung chung như là cái mẫu câu đầu tiên mình sẽ đưa ra đây là tennis wo omoshiroi desu nữa. Yes, nè. Hai, lấy thêm một ví dụ nữa nhá. Sensei nói rằng là Hitori de kono nimotsu wo hakobu no wa muri desu. Hakobu no wa muri desu. Thường á, chúng ta học cái thể khả năng ở bài số 27 rồi đúng không? 27 Minano Nihongo, chúng ta sẽ nói là không thể, ở đây là gì ạ? Hako, hakobenai desu nè. Hakobimasu, hakobu thành hakobenai, tức là không thể vận chuyển được. Tuy nhiên cái cách nói đó nó rất là thông thường, chúng ta chỉ chia về động từ thể khả năng thôi. Nhưng khi chúng ta nói rằng là hakobu no wa muri desu, tức là gì ạ? Nhấn mạnh cho cái việc này đấy ạ, cái việc vận chuyển này nó sẽ nhấn mạnh hơn các em nhé. Đó, bên cạnh cái việc nó danh từ hóa cái này thì nó có một cái chức năng nó làm nhấn mạnh hơn. Cái ý của câu này chúng ta sẽ hiểu là cái một người mà vận chuyển cái chỗ hành lý này á là không thể nhá. Bình thường ta chỉ là hakobenai, nó rất là bình thường thôi, không thể nào mà vận chuyển hành lý được một mình được đâu. Nhưng khi mà chúng ta nói cái này thì sát thái nó sẽ mạnh mẽ hơn, nặng nề hơn một chút. Đó là gì ạ? Một người mà vận chuyển cái chỗ hành lý này là muri đấy, không thể nào. Đấy, ok, tiếp. Kanji wo benkyou suru no wa muzukashii desu. Bình thường chúng ta học mẫu câu ở những bài trước thì chúng ta sẽ nói kanji khó nói như nào ạ? À, kanji wa muzukashii desu, hoặc là gì? Kanji wa muzukashii desu, khi chúng ta muốn nhấn mạnh hơn về cái chủ đề là kanji, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ nói là gì ạ? Kanji wo benkyou suru no wa muzukashii desu. Cái này là gì ạ? Cái việc học kanji á nó rất là khó đấy nhé. Học kanji khó, rất là dễ đúng không nào? Các em nắm cái cách dùng này nhá, để chúng ta có thể sử dụng tùy theo ngữ cảnh và tùy theo cái cách mà chúng ta muốn diễn tả, chúng ta sẽ nói nó về thể khả năng hay là chúng ta sẽ nói chi tiết bằng cách là danh từ hóa động từ đi, để chúng ta nhấn mạnh cho cái việc đó. Ok ạ, tiếp. Veruno ga tính từ desu. Ok, mà câu này thì chúng ta sẽ thấy là veruno nó sẽ trở thành cái đối tượng để miêu tả của tính từ. Tức là thường á, chúng ta thấy gá tính từ thì chúng ta sẽ hiểu là chúng ta đang mô tả đúng không? Mô tả hay là danh từ gá tính từ thì sẽ là mô tả cái danh từ đó. Tuy nhiên đấy, veru no ga thì chúng ta sẽ hiểu là cái việc thêm no vào đây nó sẽ danh từ hóa cái veru này đi nhá. Nó sẽ không còn là động từ nữa, mà lúc này cả cái cụm này nó sẽ thành thành danh từ nhá. Cả cái cụm veru no này nó sẽ thành danh từ. Ok ạ. Ý đầu tiên là veru no sẽ trở thành đối tượng miêu tả nhá, miêu tả của tính từ A. Ý thứ hai đây là gì ạ? Mẫu câu này thì sẽ gồm các cái tính từ chỉ về yêu, ghét, kỹ năng, năng lực. Ví dụ như là gì ạ? Suki na, kirai na, heta na, hay là gì ạ? Jozu na để xét. Đây là jozu na và đây là heta na. Hayai, osoi chẳng hạn. Đấy, thì cái mẫu câu này á nó sẽ dùng cho những cái kỹ năng về yêu, ghét, kỹ năng, năng lực. Các em nhớ cho Sensei nhá, nhớ cái ý đó. Tiếp, Sensei lấy ví dụ luôn nhá. Watashi wa hana ga suki desu. Vẫn là một câu chung chung đúng không? Tôi thích hoa. Nhưng cụ thể là tôi thích ngửi hoa, ngắm hoa hay tôi thích hái hoa thì chúng ta không nói đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi nói rõ hơn về cái việc thích hoa, nhưng mà thích gì? Thích trồng, thích tưới cây hay là thích ngắm thôi chẳng hạn. Ok, nó sẽ có là gì ạ? Watashi wa hana wo sorateru no ga suki desu. Cái việc chăm sóc hoa đúng không? Sorateru no ga suki desu. Tôi thích việc trồng hoa, thích việc chăm sóc hoa. Ý đấy nhé. Sẽ lại muốn là tôi thích hái hoa cơ. Thì chúng ta nói như sao ạ? À, động từ hái hoa là gì các em? À, sumu desu nhé. Sumu, đây là hái hoa. Watashi wa hana wo sumu no wa suki desu. Tôi thích cái việc hái hoa, tôi thích hái hoa nhá. Đấy, nhớ xem thêm cái từ mới là sumu desu nhé. Ok, đó là về gì ạ? Veru no ga tính từ desu. Nhớ cho xin thêm nhá. Ok, xin thêm lại một ví dụ như sau. E wo kaku no ga heta desu.
đúng không? Sẽ sử dụng các tính từ về yêu ghét, rồi giỏi kém, về năng lực, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta có he, heta là kém. Vậy đây là gì? Eo kaku no ga heta desu. Chúng ta dịch là gì ạ? Tôi vẽ tranh kém, đúng không? Cái năng lực của tôi, đúng không? Tôi vẽ tranh thì kém, heta desu. Ok ạ. Tiếp theo sẽ lại nói rằng là gì ạ? Sawa o abinagara ongaku o kiku no ga suki desu. Nó dịch đi ạ. Sawa o abinagara ongaku o kiku no ga suki desu. Anh thích cái gì ạ? Kiku no ga là gì ạ? Cái việc nghe, đúng không? Nhưng chúng ta sẽ dịch cả một cái câu này nhá. Chúng ta dịch như sao ạ? À, tôi thích cái việc mà vừa tắm vừa nghe nhạc, đúng không? Đấy, anh cứ thích là vừa tắm vừa nghe nhạc cơ, nó mới sảng khoái. Đấy, thì chúng ta sẽ dịch là gì ạ? Sawa o abinagara ongaku o kiku no ga suki desu. Có ai có sở thích khác không ạ? Ví dụ như là mẹ của sensei thì sensei mới phát hiện ra gần đây thôi, có một cái sở thích đó là gì? Vừa ngủ vừa xem tivi. Nó là xem vậy thôi nhưng ngủ có biết gì đâu, nhưng lúc nào cũng cãi rằng là mẹ có ngủ đâu, mẹ vẫn đang xem, nhưng mà mắt thì nhắm. Đấy, chắc là xem bằng lỗ mũi, nhưng mà đó là một cái sở thích rất là kỳ lạ của mẹ sensei, luôn luôn thích bật tivi và nằm để xem, xong rồi vừa xem vừa ngủ như vậy nhá. Hai, Suki sensei sẽ lấy thêm một mẫu ví dụ nữa về veru no ga. À, để sự thì ở đây là gì ạ? Nam san wa taberu no ga osoi desu. Tức là gì ạ? Cái này là chỉ về kỹ năng, năng lực đấy ạ. Cái việc ăn của bạn nam này. À, bạn nam bạn ấy ăn osoi là chậm, đúng không? Bạn nam bạn ấy ăn chậm lắm. Hoặc là bên cạnh bạn nam một bạn ăn nhanh á, thì chúng ta sẽ đặt tên cho bạn này nhé. Ví dụ bạn ấy là bạn An đi. An san wa taberu no ga hayai desu. Hay chúng ta sẽ có thể hiểu ra một cái nghĩa bóng nữa là eo ơi, cái đứa đấy á, nhắc đến ăn thì nó nhanh lắm, đúng không? Như sensei thì hay bị các bạn trêu rằng là rai chan wa taberu no ga hayai desu ne. Lúc nào sensei cũng ăn cơm rất là đúng giờ, và nhắc đến ăn thì sensei luôn luôn ủng hộ và luôn luôn tham gia vào các cái hội là nomikai hay là đi ăn đi nhậu gì, là lúc nào cũng sensei tham gia giơ tay đầu tiên luôn. Lúc nào cũng rai chan wa taberu no ga hayai desu ne. Đấy, chúng ta có thể nói như vậy nhá. Ok. Sau mẫu câu tiếp theo chúng ta là gì ạ? Veru no nhá. No wa, no ga, bây giờ là no. Đây là wasureta là quên, đúng không? Chúng ta sẽ dùng cái mẫu câu này thể hiện luôn cái nghĩa cho câu này là gì ạ? Quên làm về. Khi chúng ta quên làm cái gì đó thì chúng ta đã veru no wasureta. Ý đấy nhé. Ok ạ. À, chúng ta dùng để diễn tả một cách rõ ràng cái nội dung quên hơn. Tại sao chúng ta nói là rõ ràng cái nội dung quên? Ví dụ nhá, bình thường á, chúng ta hay nói quên á, sẽ là đồ vật, đúng không? Danh từ wasureta là tôi đã quên một cái đồ vật gì đó. Ví dụ như là ketai wasureta, hoặc là okane o wasureta là chúng ta quên tiền. Nhưng khi mà, hoặc là gì ạ? Sai phứ o wasureta, tôi quên ví rồi. Nhưng khi mà chúng ta không nói là quên đồ vật nữa, mà chúng ta nói là quên làm cái gì đó, như là tôi quên ăn cơm này, như sensei là hay quên ăn cơm lắm, hoặc là tôi quên uống nước này, hay là tôi quên học bài chẳng hạn. Đấy, trong lớp mình có rất là nhiều bạn quên học bài nha. Thì chúng ta sẽ nói về cái việc quên hành động bằng cái cách là đưa cái động từ đó về thể rự cộng với no, sau đó o wasureta, tức là quên cái hành động đó nhá. Ok ạ, sensei sẽ lấy ví dụ luôn. Kusuri o wasuremashita. Ôi giời, cái việc này là sensei quên thường xuyên luôn nhá. Kusuri o wasureta thì chúng ta sẽ biết là quên thuốc. Nhưng vấn đề ở đây là nó sẽ không thể hiện rõ lên rằng là quên uống hay quên mua nhá, quên uống hay là quên mua. Ok, bây giờ sensei sẽ nói là tôi quên mua thuốc đi. Thì sensei nói là gì ạ? À, kusuri o kau no o wasuremashita. Tôi quên cái việc mua thuốc rồi nhá. Tôi quên mua thuốc thì sẽ chia cái động từ mua về thể ngắn cộng với no, sau đó đi với ố desu ne. Quên cái gì thì ố vào cái đó nhá. Quên cái gì ố vào cái đó. Về trợ từ á, các em phải lưu ý cho sensei nhá, nắm chắc cho sensei đi ạ. Đi thi không được sai trợ từ đâu ạ. Hai, kusuri o kau no wasuremashita. Tôi quên mua thuốc nhé. Ok, bây giờ sensei sẽ nói rằng là mình quên uống thuốc nhá. Thì là gì? À, kusuri o nomu no wasuremashita. Ý đấy nhé. Tôi quên uống thuốc. Thay cái động từ mua này thành uống. Nomu no. Ý đấy nhé. Hai, tôi quên uống thuốc.
Tiếp theo ạ, một câu nữa là gì? Veru no wasuremashita. Thì chúng ta sẽ lại có là gì đây? Mado shimeru no wasuremashita. Chết rồi. Quên gì đấy ạ? Tôi quên mado shimeru, đóng cửa, đúng không? Tôi quên đóng cửa sổ rồi, cho nên là mưa đang hắt vào đây này. Yeah, bye. Yes, ne. Ok ạ. Một cái quên nữa, chúng ta là quên cái gì đấy ạ? Tam sensei ni renraku suru no wasuremashita. À, đúng không? Quên gì ạ? Quên liên lạc với cô Tâm rồi. Ví dụ hôm nay các bạn mãi đi chơi Trung Thu, đúng không? Thì các bạn không nhận được cái thông báo cho nghỉ học nào cả. Nhưng các bạn muốn đi chơi quá thì các bạn phải xin cô giáo nghỉ, đúng không? Có thể là nói là em muốn đi chơi Trung Thu. Hoặc là các bạn nói dối rằng là có cái việc gì đó không thể nào tham gia lớp học được. Nhưng cái quan trọng đó là gì? Phải liên lạc được với sensei. Nhưng các em mãi chơi quá, đi chơi, xong đang chơi mới nói rằng ơ chết rồi, quên xin cô giáo nghỉ rồi, mai kiểu gì cũng bị phạt luôn. Thì lúc đó sẽ là gì ạ? Renraku suru no wasuremashita. Quên liên lạc với cô rồi. いいですね。はい、タム先生に連絡するのを忘れました。Có bạn nào ngày hôm nay quên xin phép thầy cô giáo nghỉ và đi chơi không ạ? Hai, không chỉ lớp của sensei đâu, có thể là lớp của các thầy cô giáo khác chẳng hạn. Hai. Đó là quên, quên cái việc liên lạc với cô Tâm rồi. いいですね。Ok, bây giờ sensei sẽ nói này. テレビをケースのを忘れました。Giống hình ảnh của mẹ sensei quá, đúng không? Lúc nào cũng trong tình trạng nhắm mắt xem tivi. Đó, thì chúng ta sẽ là gì? Terebi o kesu no wasuremashita. Quên, quên tắt tivi. いいですね. Đã quên tắt tivi. Hai, si. Một mẫu câu nữa cũng khá là cần phải lưu ý, đó chính là gì? Veru no shiteimasu ka? Veru no shiteimasu ka? Thì ở đây là gì ạ? Bạn có biết cái gì đó hay không? Có biết cái gì đó hay không? Thì cái gì đó, đây là cái việc gì đấy nhá. Veru mà, động từ xong đưa về no. Đó, thì sẽ biến nó thành một cụm danh từ. Đấy, cái mẫu câu này chúng ta thể hỏi là dùng để hỏi người nghe rằng á, họ có biết về một cái nội dung cụ thể nào đó không? Biết về cái việc nào đó không? Và câu trả lời mẫu câu này sẽ luôn là gì ạ? Hai, shiteimasu. Tức là gì ạ? Có, tôi có biết. Hoặc là vâng, tôi biết. Còn khi chúng ta trả lời là không biết thì là gì ạ? Ie, shirimasen. Nhớ nhá. Ie shirimasen. Ie shirimasen deshita. Lát nữa chúng ta sẽ lưu ý luôn cả hai cái anh này sử dụng như thế nào nhá. Nhìn như vậy thôi nhưng mà nếu các bạn không nắm được nguyên tắc cơ bản thì dùng nhầm thì nó sẽ thành okashi nhá. Đấy. Và đặc biệt lưu ý là gì ạ? Các bạn có thấy không? Ở trên hỏi là gì ạ? Shiteimasu ka? Nhưng câu trả lời không bao giờ là ie shiteimasen. Không bao giờ. Mà phải là shirimasen thôi, không biết, chứ không thể nào mà tôi đang không biết được nhá. Hoặc là chúng ta có thể trả lời là ie shirimasen deshita. Nhưng sẽ dùng cái anh shirimasen deshita khi nào và anh shirimasen khi nào thì là sẽ phân biệt. Ok, sensei sẽ có một ví dụ đầu tiên luôn là gì ạ? Asa Tanaka-san ga taiin suru no shiteimasu ka? Asa Tanaka-san ga taiin suru no shiteimasu ka? Bạn có biết về cái việc mà ngày mai anh Tanaka, anh ấy em ra, anh ấy xuất viện? Taiin là xuất viện. Vậy nhập viện là gì ạ? Thay là xuất viện, vậy thì nhập viện là newing, newing. Nhớ cho sensei nhá. Thỉnh thoảng phải gợi lại cái từ vựng cho các bạn ạ. Ừ. Câu này là gì cả ạ? Ngày mai thì anh bạn có biết về cái việc mà ngày mai anh Tanaka anh ấy được ra viện không? いいですね. Hãy hoa sensei hỏi như này nhá. À, Kimura-san ni akachan ga umareta no shiteimasu ka? Ie, shirimasen deshita. いいですね. Đây ạ. Bạn có biết về việc chị Kimura đã sinh em bé không? Không, tôi đã không biết. Tôi đã không biết nhé, chứ không phải là tôi không biết đâu ạ. Đấy. Tiếp ạ. Tâm sẵn no yu số shiteimasu ka? Ie, shirimasen. Ie, shirimasen. Bạn có biết về gì ạ? Địa chỉ của cô Tâm không? Không, tôi không biết. Hoặc là không, tớ không biết đâu. Ok. Tiếp một mẫu câu nữa, sensei sẽ lấy về anh no shiteimasu ka này. Đó gì ạ? Eki no mae ni okina hoteru ga dekita no shiteimasu ka? Ie, shirimasen deshita. Ii desu ne. Thì mẫu câu này chúng ta sẽ dịch là gì ạ? Bạn có biết cái khách sạn mà đã được cái khách sạn lớn nhá, Oki Hoteru, được hoàn thành trước nhà ga không? Không, tôi đã không biết. Yes, tôi đã không biết. Ok,
Sensei sẽ giải thích về Shirimasen để xả vá Shirimasen nhá. Đây ạ, Shirimasen chúng ta sẽ sử dụng trong trường hợp mà khi người ta hỏi mình không biết nhá, thì chúng ta sẽ trả lời là Shirimasen. Còn Shirimasen để xả thì các em để ý này, một là cái mẫu câu mà Ekinomae ni okinahoteru ga dekita no shitteimasu ka, thì khi mà có một người hỏi như thế này này thì cái câu hỏi đó cũng gồm luôn cái ý là thông báo cho mình á, để mình biết rằng là à, ở trước nhà ga đang có một cái khách sạn rất là lớn được hoàn thành rồi đấy, mày có biết không? Thì sau khi mình nghe câu hỏi đó thì mình mới biết được là có cái khách sạn lớn đó được hình thành, thì mình sẽ trả lời là Shirimasen desu. Vì sau khi mà nghe câu hỏi đó thì mình đã biết được là à, nó mới được hình thành rồi, còn trước đó thì mình không biết, nên mình sẽ sử dụng là Shirimasen desu các em nhé. Hoặc trong trường hợp ở trên thì đang có một ví dụ là gì ạ? Kimura-san ni akachan ga umareta no shitteimasu ka? À, bạn có biết về cái việc mà Kimura-san vừa mới sinh em bé không, đúng không? Thì với cái trường hợp hội thoại này á, hai người này đã biết là chị Kimura chị đã mang thai, đúng không? Có thể là mang thai khá lâu rồi nhưng chưa biết được cái việc chị sinh em bé. Thế khi mà người bạn hỏi là ui mày có biết không, Kimura nó vừa sinh em bé rồi đấy, thì cái câu đó nó cũng tương, nó cũng có kèm theo một cái ý là thông báo rằng là Kimura vừa mới sinh em bé rồi. Vậy sau khi mình nghe câu hỏi đó thì mình biết cái thông tin này, cho nên mình sẽ trả lời là à, tôi đã không biết nhá, Shirimasen deshita desu ne. Còn trong những cái trường hợp mà hỏi địa chỉ rồi hỏi điện thoại chẳng hạn á, mình không biết thì mình sẽ trả lời rất là bình thường thôi, Shirimasen desu ne. Hai. Chuyển sang mẫu tiếp theo, chúng ta sẽ có là động từ này, tính từ này, danh từ no wa, danh từ des. Mẫu câu này chúng ta sẽ dùng để làm gì ạ? Nói nhấn mạnh danh từ N2 và sửa lại cái nội dung hội thoại mà đối phương đã nói. Hoặc có thể dùng trong trường hợp là chủ thể của câu trước là no wa này này, nó sẽ không biểu thị bằng trợ từ wa mà nó biểu thị bằng trợ từ ga. Các em sẽ nhớ này, chủ thể của cái câu trước no wa nó sẽ không biểu thị bằng trợ từ wa mà biểu thị bằng trợ từ ga. Tức là ở đằng trước này nó là một vế chẳng hạn, thì cái thằng chủ thể của cái vế trước này luôn luôn là ga nhá, không phải là wa đâu nhá. Chứ không thể trong một câu mà có mấy wa liền đâu ạ. Rồi ạ, chúng ta sẽ lấy công thức ạ. Công thức rất là dễ, động từ này, tính từ y này, tính từ đuôi na này, danh từ 1. Chúng ta chia hết về thể thông thường cho sensei, sau đó cộng với no ạ, danh từ 2 des. Nhưng nhớ ạ, thể thông thường của danh từ đây sẽ là gì ạ? Danh từ đà y des ne. Nhưng riêng cái mẫu câu noa này chúng ta sẽ không để danh từ về thể thông thường là đà nữa, mà chúng ta sẽ để thể thông thường nhưng mà cộng với na nhá, bỏ đà đi cộng với na các em nhá. Danh từ na noa y des ne, nhớ nhá, na noa, na noa. Hai, suy ví dụ luôn nhá. À, san tung em tipi ni hajimete atta noa sangnen mae desu. Sơn tùng em tipi ni hajimete atta no wa sangnen mae desu. Câu này gì ạ? Lần đầu tiên mà tôi gặp Sơn tùng em tipi á là 3 năm trước. Yes, né? Đấy, ý là nói về cái việc mà lần đầu được gặp anh Sơn tùng á sẽ là vào 3 năm trước. Yes, né? Hai. Si. Tokyo ni umaretan desu ka? Ie, umareta no wa Osaka desu. Trong câu này chúng ta sẽ dịch như sau nhá, Tokyo ni umareta desu ka? Chúng ta hỏi à, bạn sinh ra ở Tokyo à? Mình bảo là ie umareta no wa Osaka desu, thì chúng ta sẽ hiểu là không, nơi mà tôi sinh ra nó là gì? Nó là Osaka desu, chứ không phải là Tokyo. Hoặc là những cái câu khác ở những bài trước chúng ta học á, ie Osaka desu, không phải đâu, Osaka cơ. Ie desu ne. Thì chúng ta sẽ có thể nói rằng là ie umareta no wa Osaka desu. Làm gì ạ? Nhắc lại nội dung trước. Đây chính là cách dùng thứ hai ạ, nhắc lại cái nội dung của câu hỏi. Cái người bạn á hỏi mình rằng là mình sinh ra ở Tokyo à? Nhưng khi bị trả lời thì mình bảo là không, mình không sinh ra ở Tokyo, nhưng mình sẽ muốn nhắc lại một chút là nơi mà tôi sinh ra đó là ở Osaka. Nhớ rất xin dạy cái ý này nhá. Tiếp ạ. À, một ví dụ, Lan san ga umareta no wa Osaka no Namba desu. Thì mẫu câu này chúng ta sẽ dịch là gì? Nơi mà Lan sinh ra là Namba ở Osaka. À, Lan san ga umareta no wa, nơi mà Lan sinh ra nha. Hai. Tiếp theo nó là Ichiban taisetsu na no wa kayoku desu. Bình thường chúng ta hay nói là gì ạ? Kayoku ga
ichiban taisetsu desu, hoặc là kaioku wa ichiban taisetsu desu, gia đình là quan trọng nhất rồi. Nhưng chúng ta lại không thích nói như vậy, chúng ta nói ngược ngược một chút coi là gì ạ? Cái quan trọng nhất chính là gia đình. Đấy. Quan trọng nhất chính là gia đình, những thứ khác có hay không có không quan trọng. Ở chỗ đó, trong người phán xử đúng không? Các bạn nào đã từng xem phim đấy chưa ạ? Hai. Quan trọng nhất với tôi bây giờ là gia đình. Ý đấy nhé. Chị sensei sẽ lấy là gì ạ? Watashi ga hoshii no wa atarashi kuruma desu. Thưa em hỏi là nani ga hoshii desu ka? Nani ga ichiban hoshii desu ka? Kawan desu, okane desu, atarashi ie desu, atarashi kuruma desu chẳng hạn. Nhưng mà bình thường mình tự nói thì mình sẽ nói là cái mà tôi muốn có nhất bây giờ, tôi muốn sở hữu nhất bây giờ đó chính là một cái xe mới desu ne. Watashi ga hoshii no wa atarashi kuruma desu. Watashi ga thì nhớ xin ạ, cái lưu ý thứ ba mà xin sẽ nhắc ạ, đó là chủ thể của cái mệnh đề đứng đằng trước no wa sẽ là ga nhá, không bao giờ là wa đâu ạ, không bao giờ là wa. Không phải là watashi wa hoshii no wa atarashi kuruma desu. Phải là watashi ga. Ý desu ne. Watashi ga hoshii no wa atarashi kuruma desu. Thì chúng ta hiểu cả cái này nó là một cụm nha. Và watashi ga hoshii no wa. Đó, chúng ta phải hiểu như vậy. Ok ạ. Thứ mà tôi muốn nhất bây giờ. À, thứ mà tôi muốn bây giờ thôi nhá, không có nhất ạ, không có ichiban. Thứ tôi muốn nhất bây giờ là một chiếc ô tô mới. Ý desu ne. Chiki. Xin sẽ có một cái gợi ý từ mới cho các bạn nhé, dùng rất là nhiều, đó là Daihito. Daihito nó sẽ chỉ về những cái mà hot nhất, nổi nhất để nói về một cái trào lưu ấy. Giống dạo gần đây có cái trào lưu rất là nổi, đó là trào lưu gì ạ? Vườn sake, ý desu ne. Có thể là Daihito drama, hoặc là những cái câu nói rất là hit thì sẽ là Daihito kotoba chẳng hạn. Những cái từ, những cái câu rất là hit, hot hit, Daihito kotoba. Ok. Saikin ichiban daihito drama nano wa vườn sao kê desu. Thế đây các bạn sẽ thấy là drama nó là gì ạ? À, drama nó là danh từ. Vậy thì chia về thể thông thường cộng với na nhá. Nano wa chứ không phải là drama no wa đâu nhá. Thiếu na là sai ạ. Saikin ichiban daihito drama nano wa vườn sao kê desu. Gần đây thì có một cái bộ phim rất là nổi tiếng đúng không? Đó chính là vườn sao kê. Bộ phim dài tập đúng không? Mấy tháng nay rồi mà chưa kết thúc mà nó lại rất là hot, rất là hit luôn ạ. Chính là vườn sao kê của chúng ta đúng không? Hai. Chuẩn bị nội dung bài số 15 cho sensei nhá. Vì hôm nay sensei quay lại video nên sensei sẽ quay thật là ngắn gọn cho các bạn thôi. Sensei nhớ các bạn lắm. Hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo, bài số 15 vào tối thứ năm các bạn nhé. Thứ năm chúng ta sẽ học rất là bình thường. Và nội dung của bài số 15 chúng ta sẽ học tương đương với bài số 39 cộng với 42 trong Minano Nihongo, bao gồm có 7 cái nội dung. Nhìn nó dài thế thôi nhưng tuy nhiên thì sensei thấy rằng là nó rất là cần thiết và chúng ta có thể giải quyết nó được trong một buổi thôi. Cố gắng nhá, chuẩn bị bài trước để buổi sau chúng ta học cho thật là hiệu quả. Hãy chúc các bạn một buổi tối thật là ý nghĩa và vui vẻ ở bên gia đình. Học xong thì sau khi mà vui Trung thu xong thì đừng quên cái nhiệm vụ học của chúng ta để có thể đi đúng theo cái kế hoạch mà sensei cùng với các bạn đã đặt ra nhá. Hãy hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ năm. Xin chào và hẹn gặp lại các tình yêu. Hi minasan, mata ko, miss you no, mokuyobi.